Người Nga vượt biên Mexico xin tị nạn ở Mỹ Mở đầu bản tin cộng đồng mạng là phần tin thời sự quốc tế. Ngay khi Moscow khai chiến ở Ukraine, rất nhiều người Nga đã tìm đường trốn chế độ Putin để tránh bị trấn áp do chỉ trích hoặc phản đối chiến tranh. Ngoài tuyến đường sắt Allego nối sang Petersburg do với Helsinki, Phần Lan, nhiều người đã đi xa hơn sang tận Mexico để từ đó xin tị nạn tại Mỹ. Những người mang quốc tịch Nga không cần visa để vào Mexico và có thể ở lại đây 6 tháng. Những người Nga đầu tiên đến Tijuana, thành phố sát biên giới với Mỹ vào khoảng mùa hè năm 2021 và ngày càng có nhiều người Nga đến khu vực này. Chỉ riêng từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022 đã có hơn 8.600 người Nga xin tị nạn ở Mỹ. Tất cả những người đến đây là để đi sang Mỹ và để có thể xin quy chế tị nạn. Vì những người Nga rời nước đến Mexico là những nhà đối lập chính trị với Tổng thống Putin, nhà báo hoặc chủ doanh nghiệp. Vì thế, như mọi dân khác đi qua ngã Tijuana, họ hy vọng vượt biên vào lãnh thổ Mỹ xin tị nạn. Trái với những người mang quốc tịch khác ở khu vực biên giới, người Nga thường là những người xuất thân từ tầng lớp xã hội cao hơn, nên có khả năng tài chính lớn hơn. Họ không sống trong những khu dành cho người dân dân mở khách sạn, Thậm chí một số người mua hoặc thuê xe hơi để ở Mexico để tăng thêm cơ may vượt biên sang Mỹ. Tuy nhiên, họ thường bị chặn trước khi sang được bên kia biên giới. Còn khi bị phía Mỹ bắt được thì họ sẽ bị trả về Mexico. Thực ra, đây là quy định chung đối với tất cả các dị dân không phân biệt quốc tịch. Biện pháp này nằm trong Điều 42 đang hiện hành liên quan dịch tễ do Tổng thống Donald Trump ban hành cách đây 2 năm. Quy định này cấm mọi dị dân vào lãnh thổ Mỹ để xin tị nạn. Chỉ có người dư quan hiện được miễn quy định này từ vài ngày nay vì lý do nhân đạo do xung đột. Đây là trường hợp đặc biệt duy nhất mọi dân khác không được hưởng ưu đại đó. Hoa Thịnh Đốn cho biết Mexico là một ổ gián điệp Nga. Mexico bị Mỹ tố cáo là nước có số gián điệp Nga đồng nhất trên thế giới trong giai đoạn chiến tranh như quan. Liên quan đến Hoa Kỳ, Biden gọi Putin là đồ tể không giữ, không thể giữ quyền. Nhà Trắng đã phải chữa cháy cho tuyên bố này.